Mến chào quý vị và các bác. Hôm nay em có đi đến quán đồ thì đây có đây có rất nhiều cái hàng cả loa Bluetooth, cả cái dàn mini nhỏ em quay mấy cái. Đây mấy con Sony SRS rồi mấy con Bo Mini thứ chắc em hay mua được này. Thì JBL này, chip Boss Sony Micro này, nói chung cũng khá đắt đấy. Đây có một con X55 của thằng Sony, con này cũng có giá 2 triệu rồi. Hàng vẫn còn nguyên hộp giống như con trước em mua cho anh Cường ở Sóc Sơn. Đấy thì Bo Mini 2 thì vẫn có 2 triệu rưỡi, con này cũ rồi. Xấu, không xấu nhưng mà cũ. Nói chung nhìn cái mã nó không đẹp. Con sau mini trắng này thì đẹp hơn này, con này giá hơn 3 triệu, 3 triệu 2 rồi. Mua bên này đã 3 triệu 2 rồi, về vận chuyển bình thường em về em lấy cũng 3 triệu rưỡi đến 4 triệu một 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 con như thế này. Và còn hàng mới thì em mua 4 triệu bên này. SRS X7 ở X5, X5 này thì đắt hơn con X7 em vẫn mua. Nó tương đương với nhau, nói chung tương đương với nhau. Là tầm gần 1 triệu 8. Chưa kể chưa ship nhá. Còn đây thì mình cầm về thì khác, còn mua trên mạng thì người ta phải tính thêm phí ship cho mình. Con này thì sản xuất 2014 các thứ đấy. Rất đẹp. Đó có mấy cái. Rồi thì ở bên này có dàn của Boss, dàn gì đây? Con này gọi là Boss Boot, không phải là Boss nữa, Boot. Đây, hàng gì gì đây? HNB gì đây? Nhái nhái của Bâu hay sao nhỉ? Về thật. Trước đây có mấy dàn AM5 của thằng Bâu nhưng mà người ta mua đâu đâu ấy. Là JBL này em trước em mua cho một bạn Dũng ở trong Vinh có giá được có 3 trên 3 thôi. Mà ở đây người ta bán là 6 trên 6, gấp đôi thôi. Bằng con này ghẻ Sony nhỏ này, X1 này. Sony X SRS BTX500 đắt nào. Con này 4 triệu. Công suất thì không ghi đâu, mấy dòng nhỏ này không ghi công suất. JBL Go 2 này. Z này. Logicon luôn. Đấy, có mấy bên này có một con Bow Wave Music System. Con này giá 9 triệu, đắt thật. Đắt. Và đây là con này có công suất là hai đường đa 15W, 15W. Trên này nó có là Bow. Bow này không tên luôn, Bow loa vi tính nhá. Triệu 1, triệu 2 gì đấy. Còn đẹp lắm. Đây ba này. Rất đẹp. Trong cái con loa Maxell. Maxell kìa. Con này tầm 700-800 nghìn, 800 nghìn. Cũng còn rất là đẹp. Trên này một loạt cái Sony này. Panasonic nhỉ. Panasonic nhỉ. Harman và Kardon này kìa. Để tính em quay con kia nhé. Đây có một cái Bow quay system music nữa. Có 10 triệu bằng cái con dưới này. Đây con này màu đen. Đấy. Đây có một Bow Companion 2 Series 2 luôn. Giá là tầm 1 triệu 3 hơn. Cũng không hề rẻ một tí nào. Companion 2 này thì thế thì bỏ thêm 1 triệu mua con Companion 3 nghe còn ngon hơn. Đó là quan điểm của em vậy. Đây có một con Harman Kardon. Con này là 1 triệu 3, khá là rẻ. Không không đắt so với cái giá trị của lòng do này. Loa này em cũng chưa có con nào nhưng mà cũng rất là hay với con loa này, nghe rất hay. Mà trên mạng là trên Amazon bán rất đắt chứ không rẻ tí nào. Đấy thì em bây giờ sẽ đi sang mua một cái dụng cụ chỉnh mic để hát. Như là cái gì nhỉ? Hay cái chỉnh chỉnh mic của mình ạ. Đấy, thì bên này có loại khá hay nên sẽ sang quay cho các bác xem nhé. Đây các bác, cái này có giá là 8 sen 360, tầm hơn triệu 7 Việt Nam đồng. Đây, nó rất là nhỏ đấy, kích thước khoảng tầm 20 phân nhân với 15 phân gì đấy. Có là tên của nó là gì đây? DVD Karaoke Mix Converter, chỉnh chỉnh hát karaoke đấy. Nó gọi đến DVD ấy. DVD à? Con này có hai cổng mic nha, switch on off này. Đây
hai cổng mic mic 1 mic 2 này, có chỉnh input mic 1 input mic 2, tone echo, vol, master vol các thứ, tặng thêm cái mic nữa. Giá 1,7 triệu cái hộp của nó này. Đấy. Cũng khá là lạ nên em mua cho một anh ở bên này. Anh ấy mua một cái âm ly Sansui 607 rồi. Đây là một đôi line Yamaha rồi. Bây giờ cần thêm một cái dụng cụ để hát hò nữa. Thì ghép cái này vào để hát. Và em đi tìm thấy cái này để em sẽ mua luôn cho anh đấy cái này. Đầu kia có mấy cái nữa em sẽ đến quay luôn. Đây, đây người ta dựng một loạt đây các bạn. Đây, mấy cái đấy đang để khá khá lâu rồi. Vì nào người ta không hát hò nên là không bán được cái dòng này đâu. Chắc chắn là như vậy. Đây có một đôi loa bầu gì đây. Loa nhảy như loa gắn trần nhà, hội nghị các thứ. Khá to. Giá rổ nó thì ở trên này 1,3 hai mấy, khoảng tầm 1,7 triệu. Dưới này là mấy con loa to bự. Loa to thế. Trước đây nhiều loa to lắm này, nhưng mà người ta mua hết đâu ấy. Đây mấy con loa âm trần trước quay bát rồi này. Bên này là mấy bát rời của JBL này. Mấy cái giá của mấy con này thì trước em quay rồi nhá. Bác xem lại video trước em quay rồi nhá. Bên này hôm nay có thêm đôi này nữa. Classic Pro 15LP075.U. Giá là khoảng tầm gần 4 triệu một đôi như này. Đấy. Này là một số lo Victor này, giống của lo bầu đấy. Đây một con bầu 125. Giá đắt thật. 125 này giá tầm 6,5 triệu. 6,5 triệu ở bên này rồi nha bác. Rất đẹp, vẫn còn trong túi bọc này. Rất nhiều loa. Đây rất nhiều loa. Đây rất là nhiều loa Yamaha to đùng. Yamaha NS 1000, 1000M. 1000 này đắt hơn 1000M luôn. Trên này vẫn là em bow này thôi. Và mấy cái can, mấy cái chép can của thằng JBL. Con này đắt thế, 7 triệu hôm ấy, hơn 7 triệu. Chứ mà nó nặng tầm chục cân hơn, toàn sắt, gang này. Nên nhiều anh hỏi mua cái này đã bao nhiêu. Hỏi giá xong lắc đầu, nó nặng quá, giá nó cũng đắt nữa. Đây nhiều, rất nhiều, nhiều can. Ấy, loại này, kích cục 50 mấy triệu một cái như này nè các bạn này. Một đôi như này nè. Antech 103B này, 1003B này. Là giá 52 triệu gì đấy, 53 triệu gì đấy. Một cái bộ kèn như này. Kèn chép kèn như này. Ghê thật. Có ghê luôn. Có đắt, cái này nó nặng ít phải 3 yến mất. Trời, 2 yến, 3 yến đấy nhỉ. 2 yến. Kinh khủng, cái này hét kinh lắm. Ở bên này thì là có cái gì nào. Anh quay nốt cho bác xem. Đây có toàn âm ly đa kênh thôi. Chứ âm ly mà công suất cao thì hầu như không có. Âm ly đa kênh mà con loa tép tép này. JBL này, thấy con JBL em quay luôn. Đây có con JBL HSL Center. Có giá là tầm 2,7 triệu. Đấy. Có một cái thôi. Chứ không phải một đôi. Cái mà là 2,7 triệu rồi, đắt thế. Đấy. Còn ở trong là một đôi loa bầu gì đây này. Bầu TV. Đây có một cái 1,1 trong phải một đôi, một cái VCS-10. Con này rất 2003. Còn rất là đẹp. À, trong tối hơi khó nhìn một chút đấy. Các bạn có thể là thấy được cái căng cái logo nó rất là bóng loáng, rất là đẹp. Bảo hành 3 tháng chứ không có thông tin. Tay này em mua loạt cái dây AV thứ. Còn Mr. Kiên Thế Bình có nhờ mua thêm. Nên không ấy được. Nên em quay em xem tham khảo mấy cái. Pioneer thì đây. Cái này em không biết. Thôi thì em xin chấm dứt video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh chị các bác quan tâm theo dõi và ủng hộ. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.